Chuyển sang một thông tin đang được dư luận hết sức quan tâm về vụ việc chủ nhà chém trọng thương kẻ gian đột nhập. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Phương, 50 tuổi, trú tại phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 11, Công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc có một thiếu niên là học sinh đột nhập vào một cửa hàng bán tạp hóa với mục đích trộm cắp tài sản và bị chủ nhà phát hiện đánh trọng thương. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt phát hiện nam học sinh Nguyễn Đăng Tùng, 14 tuổi, cùng trú tại phường Tây Tựu đang nằm trong cửa hiệu tạp hóa của Lê Minh Phương với nhiều thương tích ở vùng đầu và tay trong tình trạng lơ mơ thiếu tỉnh táo. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương tới Bệnh viện 198 Bộ Công an cấp cứu. Công an quận, công an phường đã tiến hành tổ chức đưa cháu Tùng đi cấp cứu và tiến hành điều tra ban đầu. Mời Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và triệu tập toàn bộ những người liên quan đến công an phường, công an quận để đấu tranh. Chúng tôi đang tiếp tục tích cực điều tra và để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Hung khí chủ nhà dùng để tấn công là một thanh kiếm sắt đầu nhọn dài hơn 1 mét. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi Trung tâm Pháp y thành phố Hà Nội để giám định tỷ lệ thương tích của Nguyễn Đăng Tùng. Kết quả giám định pháp y nêu rõ Tùng bị tổn hại sức khỏe 61%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang làm rõ các chứng cứ và tình tiết của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Bản tin 141 sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về những diễn biến mới nhất của vụ việc này trong các bản tin tiếp theo khi cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định chính thức.